rất là nhiều chú khủng long và các loài động vật đang bị bao phủ với lớp màu các bạn ơi, màu đỏ, màu xanh lá, màu vàng đủ hết nhé. Wow, ở giữa chúng ta có một con khủng long có một cái đầu rất là to nè các bạn ơi. Wow, màu vàng này chúng tôi biết đây là con khủng long nha, từ những con khủng long rất là to cho đến những con khủng long rất là bé luôn các bạn. Wow, rất là nhiều luôn. Chúng ta vẫn chưa biết đây là những chú khủng long nào nha. Có một cái để tìm hiểu các bạn ơi là chúng ta sẽ cùng đem tất cả lên nhúng vào trong nước nha. Nước sẽ đánh bay cái lớp màu đây nha các bạn. Wow, công việc đầu tiên chúng ta bây giờ là bắt tất cả chú khủng long lại các bạn ơi. Wow, con này đang há miệng rất là to nè các bạn. Wow, con này có vây lưng đây. Con này trông rất là to béo nha. Wow, con này trông khá là to nè các bạn. Wow, cái đầu con khủng long cực kỳ khổng lồ luôn. Những chú khủng long bé nhỏ rất là đáng yêu nè các bạn ơi. Wow, đây là con gì khá là quen các bạn. Con khủng long có tới tận 3 sừng luôn nha. Con này có một cái sừng sau đầu nè các bạn. Cuối cùng là một con rất là giống một con tê giác nha. Wow, bắt xong hết rồi các bạn ơi. Giờ đem tất cả đi nhúng vào trong nước thôi nha. Wow, chúng ta có một cái thau nước rất là to, rất là nhiều màu sắc đây các bạn ơi. Wow. Công việc tiếp theo của chúng ta nhúng tất cả chú khủng long rồi bắt được vào đây nha. Wow. Wow, tiếp theo chúng ta có gì đây? Chúng ta có một chú khủng long Parasaurolophus các bạn ơi. Đây là con khủng long có một cái sừng sau đầu này các bạn. Còn gọi là cái màu của nó nha. Chú khủng long này có màu tím và có màu xanh dương, những chấm bi màu xanh dương rất là đẹp các bạn. Wow, chú khủng long nhìn rất là đẹp luôn nha. Wow, kích thước con này khá là to nha các bạn. Nhưng mà là cũng đang cỏ rất là hiền lành nha. Wow, con này có hai chân trước nhỏ, hai chân sau thì lại rất là to nha. Nó chạy chủ yếu bằng hai chân sau đó các bạn. Wow, chú khủng long nhìn rất là đẹp các bạn ơi. Đây là con khủng long kích thước khá là to nhưng mà ăn cỏ các bạn ơi. Wow, đàn khủng long Parasaurolophus bước ra từ cánh cổng các bạn ơi. Con đầu đàn nó có một cái màu cam nhìn rất là đẹp các bạn. Wow, tiếp theo chúng ta có gì đây? Chúng ta có một chú tê giác các bạn ơi. Wow, chú tê giác này nhìn rất là đẹp các bạn. Tê giác này rất là to nha, toàn thân có lớp da rất là dày bảo vệ cơ thể như cái tấm áo giáp các bạn. Wow, chú tê giác này có một sừng lớn, một sừng nhỏ này. Chú tê giác này nhìn khá là ngầu nha các bạn. Wow, tuy nhiên tê giác là một trong những loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng các bạn ơi. Chúng ta hãy cùng chúng ta bảo vệ loài tê giác nha. Wow, đây là một con tê giác đang lao vào tấn công một con trâu nước các bạn ơi. Nhìn rất là ngầu, rất là đáng sợ các bạn. Wow, tiếp theo chúng ta có gì đây? Chúng ta có một chú báo đốm các bạn ơi, một chú báo đốm màu vàng những cái đốm màu đen này các bạn. Wow, chú báo đốm này chạy rất là nhanh luôn nha. Chú báo đốm này có cái đuôi rất là dài và bốn chân rất là khỏe đó các bạn. Wow, răng thì rất là nhọn luôn. Báo đốm là một trong những loài động vật chạy nhanh nhất trên thế giới nha các bạn. Wow. Chú báo này các bạn ơi, chú báo này có những cái hoa văn trên da rất là đẹp này. Wow, tiếp theo chúng ta có một chú khủng long ba sừng Triceratops các bạn ơi. Wow, đây là một con khủng long nhìn khá là ngầu đó các bạn. Con này nó có ba sừng nha, hai sừng lớn, một sừng nhỏ đó các bạn. Trên lưng nó có gai và kéo dài tới tận đuôi luôn nha. Chú khủng long nhìn khá là ngầu đó các bạn. Wow, chú khủng long này rất là hung to đó các bạn ơi. Con này nó có nặng tới 5 tấn nha. Wow, đây là một con khủng long ba sừng Triceratops đang đấu với con Pentaceratops các bạn. Wow, tiếp theo chúng ta có gì đây? Chúng ta có một chú khủng long Stegosaurus các bạn ơi. Stegosaurus là con khủng long có màu hồng và có những dải vây lưng các bạn. Wow, con này nó có hai dải vây lưng kéo dài từ đầu tới đuôi luôn này. Wow, cua đuôi nó còn có gai nè các bạn ơi. Đây có lẽ là một cái vũ khí đó nha các bạn. Wow, Stegosaurus là một con khủng long cực kỳ to lớn các bạn ơi. Nó có biệt danh cũng khá là ngầu nha, đó là khủng long vây kiếm các bạn. Tuy nhiên đây là con loài cỏ rất hiền lành các bạn ơi. Wow, những con khủng long Stegosaurus chuẩn bị lao vào ăn thua đủ với nhau nè các bạn ơi. Wow, tiếp theo chúng ta có một chú khủng long bạo chúa các bạn ơi, con Tyrannosaurus Rex gọi là khủng long T-Rex các bạn. Wow, đây là chú khủng long cực kỳ đẹp nha. Con này nhìn khá là ngầu luôn các bạn. Con này săn mồi rất là ghê nha. Nó không để cho con mồi của nó chạy thoát đâu các bạn. Wow, chú khủng long nhìn khá là đẹp luôn các bạn ơi. Wow, chân sau rất là to, đuôi rất là dài nha. Nó chạy chủ yếu bằng hai chân sau và cái đuôi giúp nó giữ thăng bằng đó các bạn. Wow. Wow, một con khủng long bạo chúa đang đi dạo quanh đó các bạn. Wow. Wow,
Wow, tiếp theo chúng ta còn chú khủng long tí hon các bạn ơi, một chú khủng long Stegosaurus nha. Con này nó có gai trên lưng các bạn. Wow, hai dải vây lưng kéo dài từ đầu tới đuôi lưng này, cuối đuôi nó còn có gai nữa các bạn. Wow, chú khủng long nhìn khá là ngầu luôn nha. Đây là con khủng long Stegosaurus phiên bản mini đó các bạn. Đây là con khủng long ăn cỏ nha, nó rất là hiền lành luôn các bạn ơi. Wow, chúng ta có một đàn khủng long Stegosaurus các bạn ơi, đủ màu sắc luôn này. Con này nó có vây lưng và đuôi nó có gai nè các bạn. Wow, tiếp theo chúng ta có gì đây? Chúng ta còn chú hà mã các bạn ơi. Hà mã là một loài động vật cực kỳ nguy hiểm nha. Khi mà nó tức giận lên thì nó sẽ tấn công bất kể là con người hay động vật cho các bạn. Wow, chú hà mã này có lớp da rất là dày luôn các bạn ơi, dùng một tấm áo giáp bảo vệ cơ thể nha. Wow, chú hà mã này đang há miệng rất là to này, có lẽ như nó đang tức giận đó các bạn. Wow, hà mã là một loài động vật cực kỳ nguy hiểm các bạn ơi. Nó không thể nào ngủ sống dưới nước, nó không thể nào thở dưới nước, nhưng mà nó có thể ngủ được dưới nước nha các bạn. Wow, trông rất là ngộ các bạn. Wow, chú hà mã các bạn ơi, nó đang tắm nắng các bạn. Chú hà mã này rất là to luôn các bạn. Wow, tiếp theo chúng ta còn chú khủng long bạo chúa các bạn ơi, một con khủng long bạo chúa mini này các bạn. Wow, nó chỉ bé bằng ngón tay thôi nha. Tuy nhiên thì đây vẫn là con khủng long thịt rất là nguy hiểm như các bạn, nó có màu đỏ đen rất là đẹp này. Wow, một con khủng long bạo chúa đó các bạn ơi, nó có một cái logo Superman bên chân trái đó các bạn. Wow, trước khi chúng ta còn chú gấu trúc các bạn ơi, chú gấu trúc khá là to nè các bạn. Wow, gấu trúc là con động vật gian cành kèm lại trúc thôi, nhưng mà nó còn rất là to béo các bạn. Không hiểu vì sao luôn nha. Wow, gấu trúc là động vật cực kỳ nguy hiểm luôn, nó chỉ còn số ít cá thể trên thế giới thôi các bạn. Wow, gấu trúc này rất là dễ thương các bạn ơi, nó có màu trắng đen, nó rất là to béo và dễ thương các bạn. Wow, một chú gấu trúc đang bò rất là nhanh luôn các bạn. Wow, rất là đáng yêu nha. Wow, tiếp theo chúng ta có gì đây? Chúng ta có một chú khủng long ba sừng Triceratops các bạn ơi. Wow, con Triceratops này khá đẹp các bạn. Nó có màu tím, có những cái một cái dải màu hồng trên lưng này. Wow, trông rất là đẹp nha. À, một con khủng long ba sừng Triceratops các bạn đang đi gần bức tường này. Wow, tiếp theo chúng ta có một cái đầu con khủng long Raptor các bạn ơi, có màu đỏ nữa các bạn, màu xanh màu đen nha. Wow, đôi mắt màu đỏ trông rất là đáng sợ luôn các bạn ơi. Wow, một con khủng long Raptor nhìn rất là đáng sợ các bạn. Con này nó có hàm răng rất là nhọn luôn này. Wow, xem này. Wow,